Xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh tin tức sau việc của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất. Trấn Thành đến nhà riêng nghệ sĩ Hoàng Lan vui mừng vì khỏe mạnh. Trấn Thành mới đây đã có dịp ghé thăm nhà riêng của nghệ sĩ Hoàng Lan cùng với ca sĩ Trúc Nhân và Ali Hoàng Dương. Nghệ sĩ Hoàng Lan là một diễn viên truyền hình rất được khán giả yêu thích vì có thể thể hiện nhiều dạng vai khác nhau. Tuy nhiên, từ năm 2011, khi gặp bệnh nặng, nghệ sĩ Hoàng Lan phải rời xa sân khấu. Mới đây, Trấn Thành đã cùng với nghệ sĩ hài Lê Giang, Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương và Quang Trung đã có dịp đến nhà riêng của nghệ sĩ Hoàng Lan để thăm hỏi. Theo chia sẻ của Trấn Thành trên trang cá nhân, nam MC viết: "Gia đình đi thăm chế Hoàng Lan, thấy thương, bữa nay ngồi được rồi, thấy chị khỏe cũng mừng." Tấm lòng của Trấn Thành đã làm nhiều khán giả cảm động. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi nam MC cũng như chúc sức khỏe cho nghệ sĩ Hoàng Lan. Trong một video gần đây, nghệ sĩ Hoàng Lan cũng chia sẻ về tình hình hiện tại của mình. "Năm nay tôi đã 60 tuổi nhưng chỉ sống một mình. Tôi đã từng có gia đình nhưng giờ tất cả đã bỏ đi hết. Tôi nghỉ diễn từ năm 2011 do bệnh tật đổ đến. Giờ nhớ nghề lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Hiện tại mắt phải của tôi không nhìn thấy được gì vì không có giác mạc. Mổ xong là hư luôn. Cuộc sống của tôi cũng hư sau khi phẫu thuật nên không đi được. Hàng tháng tôi vẫn phải đi khám bệnh ở xa. Mỗi lần khám tôi phải mất vài triệu, như tháng vừa rồi là 4 triệu rưỡi, tốn kém lắm. Cùng hy vọng và chúc cho nghệ sĩ Hoàng Lan sớm tiến triển bệnh tật và được khán giả yêu thương ủng hộ hơn để trở lại màn ảnh nhỏ với những vai diễn hay gửi đến khán giả hâm mộ."